Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Hy Lạp trở thành quốc gia Kitô giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Cựu tư lệnh quân đội Ý được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại Vatican. Fiducia supplicant có chứa đựng những giáo lý trái ngược với đức tin thiêng liêng và công giáo không? Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Hy Lạp trở thành quốc gia Kitô giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Hy Lạp đã trở thành quốc gia chính thống giáo đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sau khi Quốc hội Athens thông qua cuộc cải cách mang tính bước ngoặt trong bối cảnh cả nước vừa hân hoan vừa giận dữ. Trong một sự thể hiện sự đồng thuận hiếm hoi của Quốc hội, 176 nghị sĩ từ khắp các phe phái khác nhau đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật vào hôm thứ Năm. 76 người khác phản đối dự luật, trong khi 2 người bỏ phiếu trắng và 46 người không có mặt. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau 2 ngày tranh luận sôi nổi và nhiều tuần công khai chỉ trích. Dự luật được những người ủng hộ mô tả là táo bạo và đã quá hạn lâu, và bị các đối thủ bao gồm cả giáo hội chính thống chỉ trích là phản xã hội và phản Kitô giáo. Mặc dù phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ nội bộ đảng Dân Chủ mới trung hữu của mình, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vẫn ủng hộ dự luật, nói rằng nó sẽ chấm dứt sự bất bình đẳng nghiêm trọng đối với nền Dân Chủ của chúng ta. Trong một bài phát biểu đầy nhiệt huyết trước cuộc bỏ phiếu, nhà lãnh đạo 55 tuổi thuộc phe tự do trong đảng của ông cho biết biện pháp này sẽ gắn kết Hy Lạp với 36 quốc gia trên toàn cầu đã ban hành luật về vấn đề này. Ông cho rằng chủ nghĩa bảo thủ không nên bị nhầm lẫn với những quan điểm lạc hậu, không đồng bộ với xã hội hiện đại. Mitsotakis nói, cuộc cải cách mà chúng tôi đang lập pháp ngày hôm nay sẽ làm cho cuộc sống của một số đồng bào của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn nhiều mà không lấy đi bất cứ thứ gì khỏi cuộc sống của nhiều người. Mitsotakis nói và nói thêm rằng luật sẽ mang lại đầy đủ quyền lợi cho họ, quyền của cha mẹ đối với các cặp đồng giới. Chúng tôi đang lấp đầy khoảng trống bằng cách cho phép mọi người, nếu họ muốn, gắn kết mối quan hệ của họ về mặt thể chế giống như các cặp đôi dị tính vẫn làm. Nhưng sự phản kháng đã rất mạnh mẽ từ các nghị sĩ đảng Dân Chủ mới. Cựu Thủ tướng Anthony Samaras đã nói với Quốc hội trước đó vào thứ Năm rằng hôn nhân đồng giới không phải là nhân quyền và luật nguy hiểm đáng lẽ không nên được đưa ra. Nếu không có sự hậu thuẫn của Syriza, đảng cánh tả đối lập chính do Stephanos Kasalakis, nhà lãnh đạo chính trị đồng tính đầu tiên của Hy Lạp lãnh đạo và các nhóm nhỏ khác, sự luật có lẽ không thể được thông qua. Cựu tư lệnh quân đội Ý được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại Vatican. Cho đến tháng 2, 2 năm trước, tướng Salvatore Farina là tham mưu trưởng quân đội Ý và thậm chí trước đó là tư lệnh NATO ở Hà Lan và Kosovo. Hiện ông đã nghỉ hưu và giảng dạy về gìn giữ hòa bình và chuyển đổi xung đột tại Đại học Laterano. Đức Giáo hoàng Francisco đã triệu ông đến Vatican và bổ nhiệm ông làm giám đốc Tổng cục Cơ sở Hạ tầng và Dịch vụ của chính quyền. Thực tế là tất cả các quyết định tổ chức của các dịch vụ kỹ thuật bao gồm việc xây dựng, phòng thí nghiệm, người bán hoa, xe máy và việc chăm sóc các khu vườn ở Vatican, tất nhiên bao gồm cả các hợp đồng phải được thông qua bàn của anh ta. Đương nhiên, Farina cũng sẽ phải chuẩn bị cho năm thánh và do đó sẽ là người đối thoại có giá trị đối với nhà nước Ý. Farina, người gốc Gallipoli, nơi ông sinh năm 1957, là một chuyên gia quân sự thường được phỏng vấn về các kịch bản chiến tranh. Chương trình giảng dạy của ông phản ánh một cuộc đời binh nghiệp rực rỡ. Ông có 3 bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện, khoa học chiến lược, khoa học quốc tế và ngoại giao, và bằng thạc sĩ cấp 2 về quản lý tài nguyên quốc phòng tại Viện Quốc phòng Hoa Kỳ, Monterey, California. Tại Vatican, việc bổ nhiệm ông đã gây ra nhiều sự tò mò,
cũng bởi vì vị tướng này chưa chính thức được giao nhiệm vụ giám sát bất cứ điều gì liên quan đến an ninh hoặc viễn thông. Ông thay thế linh mục Rafael Garcia de la Serna Villalobos thuộc giáo hạt Opus Dei, người vừa rời chức vụ này. Luật mua sắm mới được Đức Giáo Hoàng cập nhật vào tháng Giêng quy định rằng chính Giám đốc Tổng cục Cơ sở Hạ tầng và Dịch vụ là người chỉ định tên của các nhân viên thuộc văn phòng dự án sẽ được ghi danh vào danh sách cụ thể của các nhà thiết kế. Nó cũng sẽ cho phép đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục mua sắm. Văn bản bao gồm 86 điều khoản cũng bảo đảm việc tối ưu hóa các hoạt động mua sắm mang tính chức năng để những người và chính quyền liên quan có thể hoạt động dễ dàng. Trong bối cảnh này, các biện pháp kiểm soát ghi danh hoạt động kinh tế trong sổ ghi danh cũng đã được cập nhật, đơn giản hóa thủ tục xác minh. Đức Hồng Y Gerhard Müller nhận định, tuyên ngôn Fiducia Supplicans có vấn đề về giáo lý. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin vừa có bài viết nhan đề Does Fiducia Supplicans Affirm Heresy? Nghĩa là Fiducia Supplicans có xác nhận dị giáo không? Tuyên bố gần đây của Vatican Fiducia Supplicans có chứa đựng những giáo lý trái ngược với đức tin thiêng liêng và công giáo không? Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời câu hỏi này trong một thông cáo báo chí phát hành ngày 4 tháng Giêng nhằm đáp lại mối quan tâm của nhiều vị giám mục và nhiều hội đồng giám mục. Thông cáo báo chí bảo vệ tính chính thống của Fiducia Supplicans bằng cách trích dẫn nó lập luận rằng tuyên ngôn này không hề thay đổi giáo huấn của giáo hội công giáo về hôn nhân và tình dục và không nêu bất cứ điều gì là dị giáo. Thông cáo báo chí lập luận rằng Fiducia Supplicans không quan tâm đến vấn đề giáo lý mà chỉ quan tâm đến các vấn đề thực tế và đơn giản là nó cần được điều chỉnh cho phù hợp với các bối cảnh và mức độ nhạy cảm khác nhau. Nhưng thực ra có đơn giản như vậy không? Trên thực tế, lời chỉ trích từ các giám mục không hề cho rằng tuyên ngôn phủ nhận thẳng thừng giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và tính dục. Đúng hơn, các ngài chỉ trích rằng việc cho phép chúc lành các cặp quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, đặc biệt là các cặp đồng tính, là phủ nhận giáo huấn công giáo trên thực tế, nếu không muốn nói là bằng lời nói. Lời chỉ trích dựa trên một nguyên tắc truyền thống vững chắc, lex orandi, lex credendi. Đó là nguyên tắc cho rằng cách giáo hội cầu nguyện phản ánh những gì giáo hội tin tưởng. Như sách giáo lý dạy, khi giáo hội cử hành các bí tích, giáo hội tuyên xưng đức tin đã nhận được từ các thánh tông đồ. Trên thực tế, có những thực hành công giáo không thể thay đổi nếu không bác bỏ giáo lý công giáo. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến điều mà công đồng Trento gọi là bản chất của các bí tích, nghĩa là những yếu tố của các bí tích đã được chính Chúa Kitô thiết lập. Một sự thay đổi ảnh hưởng đến bản chất này, ngay cả khi đó là một sự thay đổi trên thực tế, sẽ là một sự bác bỏ giáo lý công giáo. Ví dụ, nếu ai đó một mặt khẳng định giáo huấn công giáo về phép rửa tội, nhưng mặt khác lại chấp nhận bí tích thánh thể dành cho những người chưa được rửa tội, thì người đó, trên thực tế, đang bác bỏ giáo huấn công giáo. Thánh Thomas nói rằng, những mâu thuẫn như vậy đã tạo ra sự giả dối trong các dấu chỉ bí tích. Như thế, câu hỏi đặt ra là liệu việc chấp nhận các phép lành mục vụ và phi phụng vụ do Fiducia Supplicans đề xuất cho các cặp vợ chồng trong những hoàn cảnh trái luật có cấu tạo thành việc phủ nhận giáo lý công giáo hay không? Có thể không phải bằng sự phủ nhận rõ ràng, mà là trong thực tế. Thông cáo báo chí do Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra không đá động gì đến câu hỏi này. Vì vậy, cần phải kiểm tra nó một cách chi tiết. Trước hết, chúng ta phải xem xét sự khác biệt giữa các phép lành phụng vụ và các phép lành mục vụ thuần túy. Vì Fiducia Supplicans dựa vào sự phân biệt này. Fiducia Supplicans lập luận rằng những phép lành mục vụ mới này dành cho các cặp vợ chồng trong những hoàn cảnh trái luật, không phải là phụng vụ. Giờ đây, sự phân biệt giữa các phước lành này là một điều mới lạ mà Fiducia Supplicans giới thiệu. Điều này không hề có cơ sở dù là nhỏ nhất trong Kinh Thánh, trong các giáo huấn của các đức giáo hoàng hoặc huấn quyền. Fiducia Supplicans tuyên bố rằng các phép lành mục vụ không mang tính phục vụ. Tuy nhiên, chúng có cấu trúc phụng vụ. Theo ví dụ được đưa ra trong thông cáo báo chí của Bộ Giáo lý Đức tin, một lời cầu nguyện kèm theo dấu thánh giá.
Và trong mọi trường hợp, phục vụ trong Kitô giáo không được đo lường như trong các tôn giáo khác bằng đồ vật, lễ phục hoặc ban thờ. Việc chính một linh mục đại diện cho Chúa Kitô là người ban phước lành mục vụ này khiến nó trở thành hành vi phục vụ, trong đó thẩm quyền của Chúa Kitô và giáo hội đang bị đe dọa. Công đồng Vatican II nhấn mạnh đến mối liên kết không thể tách rời giữa mọi hành động của linh mục và phục vụ. Xem Presbyterorum Ordinis. Hơn nữa, mọi phép lành dù long trọng hay không đều bao hàm sự tán thành điều được chúc phúc. Đây là điều mà truyền thống lâu dài của giáo hội dựa trên Kinh Thánh đã dạy. Trên thực tế, từ Hy Lạp được sử dụng trong Tân Ước để chỉ phước lành là eulogien, giống như từ benedicere trong tiếng Latin, có nghĩa đen là nói rằng điều gì đó là tốt. Hơn nữa, trong Kinh Thánh, chúc phúc cho một điều gì đó không chỉ là tuyên bố nó tốt, mà còn nói rằng nó tốt vì nó đến từ đấng tạo hóa. Những lời chúc phúc được gửi đến sự sáng tạo của Thiên Chúa, điều mà Ngài thấy là rất tốt đẹp, để chính Thiên Chúa có thể làm cho nó trưởng thành và viên mãn. Vì lý do này, không thể cầu xin phép lành cho các mối quan hệ hoặc tình huống có tính chất mâu thuẫn hoặc bác bỏ trật tự của tạo vật, chẳng hạn như sự kết hợp dựa trên thực hành đồng tính luyến ái mà Thánh Phaolô coi hậu quả của việc phủ nhận kế hoạch của đấng tạo hóa. Roma chương 1 câu 21 đến câu 27. Nhu cầu này phải hài hòa với trật tự tạo dựng, áp dụng cho mọi loại phép lành, bất kể tính chất long trọng hay không của nó. Chúng ta nên lưu ý rằng Bộ Giáo lý Đức tin ngầm thừa nhận rằng những phước lành này, bao gồm cả những phước lành mục vụ, chấp thuận những gì đang được ban phước. Đó là lý do tại sao thông cáo báo chí phải chịu khó phân biệt đâu là lời chúc đôi lứa và đâu là lời chúc cho sự kết hiệp. Nếu đúng là những phép lành mục vụ này không hợp pháp hóa bất cứ điều gì, thì sẽ không có vấn đề trong việc chúc lành mục vụ cho sự kết hợp. Nỗ lực của Bộ Giáo lý Đức tin nhằm làm sáng tỏ rằng sự kết hợp không hề được chúc phúc đã bộc lộ rằng Bộ Giáo lý Đức tin coi phép lành mục vụ là một sự chấp thuận và do đó phải nhấn mạnh rằng chính cặp vợ chồng chứ không phải sự kết hợp mới được chúc phúc. Thành ra, vì không thể phân biệt giữa các phép lành phục vụ và mục vụ, người ta phải kết luận rằng Fiducia Supplicans có vấn đề về mặt giáo lý. Bất kể tuyên ngôn này khẳng định giáo lý công giáo bằng ngôn từ đến mức nào. Vì vậy, không thể nói rằng vấn đề chỉ mang tính thực tiễn và tùy thuộc vào sự nhạy cảm của các vùng miền khác nhau. Chúng ta đang đề cập đến một vấn đề liên quan đến cả luật tự nhiên lẫn sự khẳng định của phúc âm về sự thánh thiêng của thân xác và những vấn đề này ở Malawi không khác gì ở Đức. Nhưng Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã sử dụng hai điểm khác biệt nữa để tránh thừa nhận rằng Fiducia Supplicans ngụ ý chấp thuận các kết hợp đồng tính luyến ái. Phân biệt đầu tiên là giữa lời chúc cho sự kết hợp và lời chúc phúc cho đôi lứa. Sự phân biệt này có thể thực hiện được không? Không, thật vậy. Nếu người ta chúc phúc cho một cặp đôi như một cặp vợ chồng, nghĩa là được hợp nhất bằng một mối quan hệ tình dục khác ngoài hôn nhân, thì người ta chấp nhận sự kết hợp đó, vì chính sự kết hợp đó đã tạo nên họ như một cặp vợ chồng. Sẽ là một vấn đề khác nếu cặp đôi được chúc phúc không phải với tư cách là một cặp đồng tính, mà chẳng hạn như một cặp khách hành hương đến gần một đền thờ. Nhưng đây không phải là ý của Fiducia Supplicans, và đó là lý do tại sao tuyên ngôn này nói đến việc chúc phúc cho các cặp vợ chồng trong tình trạng bất hợp lệ, kể cả các cặp đồng giới. Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự phân biệt thứ hai. Có thể cho rằng điều được chúc phúc không phải là một cặp đôi được hợp nhất bởi mối quan hệ tình dục, mà là một cặp đôi được hợp nhất bởi các khía cạnh khác của cuộc sống. Chẳng hạn, qua sự giúp đỡ họ dành cho nhau trong quá trình làm việc hay qua một căn bệnh. Có thể nói như thế không? Sự phân biệt này không làm thay đổi sự thật rằng cặp đôi được chúc phúc như một cặp vợ chồng được kết hợp với nhau bằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Vì điều tiếp tục cấu thành nên cặp đôi chính là mối quan hệ tình dục gắn kết họ. Các khía cạnh khác của cuộc sống vợ chồng của họ không phải là những gì tạo nên họ như một cặp vợ chồng. Và tất cả những khía cạnh này cũng không thành công trong việc cải thiện lối sống tình dục khiến họ trở thành một cặp vợ chồng hợp luật, như phản hồi năm 2021 của Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định. Khi Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin thảo luận về cách ban những phép lành này,
Ngài ngụ ý rằng vấn đề không phải là chúc phúc cho cặp đôi. Chẳng hạn, Ngài gợi ý rằng nên làm dấu thánh giá cho mỗi người, chứ không phải cho cặp đôi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y không muốn làm rõ rằng cặp vợ chồng không thể được chúc phúc và tiếp tục chấp nhận những dấu chỉ, chẳng hạn như lời cầu nguyện chung cho hai người là những dấu chỉ mang lại tính hợp pháp dưới mắt giáo hội cho sự tồn tại của cặp vợ chồng như một điều tốt cho những con người trong kết hiệp ấy. Đức Hồng Y cũng đã từ chối lên án một số cử hành nhất định, chẳng hạn như phước lành mà cha James Martin đã đưa ra một cách công khai, trong đó có nội dung rõ ràng gửi đến cặp đôi. Gần đây, chúng ta nhận thấy một sự thay đổi ngữ nghĩa mới trong cách giải thích chính thức của Fiducia Supplicans. Họ không còn nói đến việc chúc lành cho các cặp vợ chồng, mà là cho các cá nhân. Thêm vào đó là về những người ở bên nhau. Giờ đây, chúc phúc cho hai người đến với nhau chính vì mối quan hệ đồng giới đã gắn kết họ, không khác gì chúc phúc cho sự kết hợp. Cho dù người ta có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rằng người ta không chúc phúc cho sự kết hợp, thì đó chính xác là điều người ta đang làm bởi chính tính khách quan của nghi thức đang được thực hiện. Sau khi xác định rằng vấn đề cơ bản mang tính giáo lý, chúng ta nên mô tả lỗi lầm của Fiducia Supplicans như thế nào? Đây có phải là dị giáo không? Hãy xem xét giáo huấn cổ điển về các đối tượng khác nhau của giáo huấn, huấn quyền và việc tín hữu tuân theo các giáo huấn đó. Học thuyết này được chứa đựng trong tự sắc Adtuendam Fidem hay Để bảo vệ đức tin của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong đó trình bày ba đoạn tuyên xưng đức tin được thực hiện khi đảm nhận các chức vụ khác nhau trong giáo hội. Đoạn đầu tiên đề cập đến những chân lý chứa đựng trong mặc khải, việc phủ nhận những sự thật này cấu thành tà giáo. Đoạn thứ hai đề cập đến những sự thật, mặc dù không có trong mặc khải, nhưng có liên quan mật thiết với mặc khải và cần thiết cho việc bảo tồn kho tàng được tiết lộ. Đây là những sự thật mà vì mối liên hệ lịch sử hoặc hợp lý của chúng với những sự thật được mặc khải, nên phải được chấp nhận và giữ vững một cách chắc chắn và dứt khoát. Những người phủ nhận những sự thật như vậy là đi ngược lại giáo huấn của giáo hội Công giáo, ngay cả khi bản thân những khẳng định của họ không thể bị coi là dị giáo. Đoạn thứ ba của lời tuyên xưng đức tin khi đề cập đến những chân lý được huấn quyền thông thường dạy, phù hợp với tâm trí và ý chí tôn giáo. Làm thế nào điều này áp dụng cho trường hợp của chúng ta? Lời khẳng định rằng các hành vi đồng tính luyến ái trái với luật Chúa là một sự thật được mặc khải. Phủ nhận nó sẽ vi phạm đoạn đầu tiên của tuyên xưng đức tin và sẽ là dị giáo. Sự từ chối này không được tìm thấy ở Fiducia Supplicans. Việc chấp nhận lời chúc phúc hôn nhân cho các cặp đồng giới cũng là điều dị giáo. Điều này cũng không được tìm thấy trong Fiducia Supplicans. Vì vậy, Fiducia Supplicans dường như không vi phạm đoạn đầu tiên. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể phân loại lời khẳng định của tuyên ngôn này rằng sự kết hợp tình dục ngoài hôn nhân có thể được ban một thứ phước lành ngoài hôn nhân? Ngay cả khi người ta lập luận rằng lời khẳng định này không bị bác bỏ một cách rõ ràng trong mặc khải, thì lời khẳng định này ít nhất vi phạm đoạn thứ hai của tuyên xưng đức tin, vì như chúng ta đã thấy, ban phước cho những người này như những cặp đồng giới là chấp thuận sự kết hợp của họ, ngay cả khi sự kết hiệp ấy không được coi là hôn nhân. Do đó, đây là một học thuyết trái ngược với giáo huấn của giáo hội Công giáo, vì việc chấp nhận nó, ngay cả khi không trực tiếp là dị giáo, một cách hợp lý cũng dẫn đến dị giáo. Vì tất cả những lý do này, Fiducia Supplicans phải được coi là có vấn đề về mặt giáo lý, vì nó chứa đựng sự phủ nhận giáo lý Công giáo. Vì lý do này, tuyên ngôn này cũng có vấn đề xét theo quan điểm mục vụ. Thật vậy, một mục tử tốt lành tiếp cận mọi người đang gặp khó khăn với tư cách là thầy dạy các giới răn của Chúa, khuyên họ cầu nguyện với Chúa và, trong trường hợp phạm tội nặng, dẫn họ đến việc ăn năn, xưng tội và đổi mới cuộc sống nhờ sự tha thứ qua bí tích giải tội. Điều Ngài sẽ không bao giờ làm trong việc chăm sóc mục vụ cho người Công giáo trong các mối quan hệ tình dục bất thường là đưa ra những so sánh giữa phép lành của Thiên Chúa dành cho hôn nhân giữa người nam và người nữ và cái gọi là phép lành ngoài phụng vụ dành cho những người có mối quan hệ tội lỗi. Trong trường hợp hai người sống trong một hoàn cảnh bất hợp lệ, có lý do mục vụ nào để chúc phúc cho những người đó cùng nhau chứ không phải với tư cách cá nhân? Tại sao những người này lại muốn được chúc phúc cùng nhau nếu không phải vì họ muốn được Chúa chấp thuận cho sự kết hợp của họ?
Do đó, chúc phúc cho họ cùng nhau có nghĩa là chấp nhận tội lỗi của họ và khiến họ xa lánh Thiên Chúa. Nguyên tắc tất cả chúng ta đều là tội nhân, và do đó không thể phân biệt giữa các tội nhân với những người khác cũng không phù hợp với một mục tử tốt lành. Kinh Thánh phân biệt các loại tội lỗi như chúng ta đọc trong Tin Mừng Gioan. Mọi hành vi sai trái đều là tội lỗi, nhưng có tội không đến nỗi chết người. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5 câu 17. Giáo huấn của giáo hội dựa trên Kinh Thánh phân biệt giữa tội nhẹ, không nhất thiết đòi hỏi sự xá tội để được tha, và tội trọng đòi phải nhận được ơn xá giải. Giáo hội cũng phân biệt những tội lỗi công khai với những tội lỗi không công khai, cũng như phân biệt những tội nhân sẵn sàng ăn năn với những tội nhân ngoan cố là những người cố chấp trong tội lỗi của mình. Những sự khác biệt này rất quan trọng, không phải để đánh giá con người, mà để giúp họ chữa lành. Tương tự như vậy, một bác sĩ giỏi cần đưa ra những chẩn đoán khác nhau cho những trường hợp khác nhau, vì không phải mọi căn bệnh đều có thể được điều trị theo cùng một cách. Tóm lại, chừng nào Bộ Giáo lý Đức tin vẫn tiếp tục không sửa lỗi Fiducia Supplicans bằng cách làm rõ ràng không thể ban phước lành cho cặp đôi mà chỉ có thể cho từng cá nhân, thì Bộ Giáo lý Đức tin đang chấp thuận những tuyên bố trái ngược với ít nhất đoạn thứ hai của lời tuyên xưng Đức tin. Nghĩa là nó chấp nhận những tuyên bố trái ngược với giáo huấn của giáo hội công giáo, những giáo huấn của bản thân chúng không mang tính dị giáo, nhưng tất yếu sẽ dẫn đến dị giáo. Điều này có nghĩa là các phép lành mục vụ dành cho các cuộc kết hợp bất thường này không thể được các tín hữu công giáo chấp nhận, và đặc biệt là những người khi đảm nhận một chức vụ trong giáo hội đã tuyên xưng đức tin và đưa ra lời thề trung thành, trong đó trước hết đòi hỏi phải bảo tồn toàn bộ kho tàng đức tin. Việc từ chối chấp nhận Fiducia Supplicans có thể được bày tỏ công khai trong chừng mực liên quan đến lợi ích chung của giáo hội. Việc từ chối như vậy không hàm ý bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào đối với Đức Thánh Cha là người đã ký văn bản Fiducia Supplicans, nhưng ngược lại, vì việc phục vụ Đức Thánh Cha là do Ngài thực hiện chính xác trong chừng mực, Ngài là người bảo đảm cho tính liên tục của tín lý công giáo, và việc phục vụ này được vinh danh chủ yếu bằng cách vạch trần những khiếm khuyết nghiêm trọng của Fiducia Supplicans. Tóm lại, việc thi hành huấn quyền không thể chỉ giới hạn ở việc cung cấp thông tin chính xác về mặt giáo lý, về sự thật của tin mừng. Thư gửi giáo đoàn Galata, chương 2, câu 14. Thánh Phaolô công khai và không ngần ngại phản đối việc Phêrô, anh trai ngài, thực thi quyền tối thượng một cách mơ hồ trong hoạt động tông đồ, bởi vì Phêrô qua hành vi sai lầm của mình đã gây nguy hiểm cho đức tin chân chính và ơn cứu rỗi của các tín hữu, không phải là nguy hiểm cho đức tin được các tín hữu tuyên xưng, nhưng liên quan đến việc thực hành đời sống Kitô giáo. 40 bài suy niệm mùa chay 2024, thứ ba tuần thứ nhất mùa chay. Cha chúng con ở trên trời. Matthew chương 6 câu 7. Một trong những mầu nhiệm sâu sắc nhất trong đức tin của chúng ta là Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng hữu đã nhập thể, và nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa và được ban cho mối quan hệ hiếu thảo với Cha trên trời. Dù toàn năng và hằng hữu, Thiên Chúa lại cho phép tôi gọi Ngài bằng tên, và tôi được mời gọi vào một mối quan hệ cá nhân sống động với Ngài. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, giống như một người cha không muốn con mình bị đói, thì Cha trên trời cũng mong muốn ban cho chúng ta những điều tốt lành. Thiên Chúa là tình yêu và mong muốn mỗi người chúng ta chia sẻ niềm vui đời sống thân mật của Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa nhìn đến từng người con của Ngài. Ngài biết chúng ta một cách cá vị và mong muốn chăm sóc những nhu cầu thân mật của chúng ta. Chúng ta có tin tưởng rằng Ngài muốn ban chính mình Ngài cho chúng ta không? Mong muốn ban phát của Chúa có phù hợp với mong muốn nhận được của chúng ta không?
Mùa chay là thời gian chúng ta có thể canh tâm những ước muốn của mình để lớn lên trong tình bạn mật thiết với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Đôi khi, lời cầu nguyện có thể trở thành một việc cần phải hoàn thành. Nhưng nếu chúng ta mong muốn cảm nghiệm Thiên Chúa là Cha, thì việc cầu nguyện phải trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời sống tôi. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi có tin rằng Thiên Chúa là Cha tôi và Ngài muốn ban cho tôi những điều tốt lành không? Tôi có dành thời gian im lặng để có thể làm sâu sắc thêm tình bạn của tôi với Ngài không? Lạy Cha trên trời, xin cho con cố gắng mỗi ngày để sống hiệp thông với Cha, ngày càng yêu mến Cha mật thiết hơn, đấng nâng đỡ sự sống của con. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.